Bữa nay mình cũng đi làm về trễ các bạn. Bây giờ cũng trưa rồi, mình mới quay phim các bạn. Thì ba mình cũng phụ mình làm cho ăn rồi. Đàn chó bây giờ cũng ăn uống đầy đủ, nhưng mà nó thấy mình cái nó mừng nè. Đó thì bây giờ mình quay cho bạn xem. Đó, nó giành giật mình làm như ba riêng vậy đó. Cơn đứa nào cũng giành giật á. Đó, coi gà làm kêu không. Hai mẹ con làm vậy, ẩm nè, ẩm này nè, ẩm này nè. Mẹ mệt nè, mẹ mệt cưng nhất đó. Ôi, gần. Làm gì vậy? Nè, chuyên gia à, em mà ăn hiếp với chị nè. Nè, chùm luôn. Ôi cưng nhất đó. Sáng ngủ dậy không có rửa mặt hay sao, gàn dính đầy mặt trời. Các bạn nói sao có cái áo mặc hoài. Các bạn nói chung là chị Nga cho có một đứa cái à, nên không có áo thay đổi các bạn ơi. Nên có áo à, lượm nè, Mỹ nè, đô la nè, hút kỳ nè, mai nè, gấu xám nè, đô la nè, bách hợp thì vô địch rồi. Bột sữa nè, kim cương nè, hút kia nè, đao nè. Để coi kiểm tra coi cái móng gì đâu, lắc cắt luôn, bấu giữa đùi tôi cái nhảy nhõm luôn. Đó, thằng kia nó lụm tôi trái banh nè kìa. Cò nè, lu nè, ra nắng nè, tập trung ra nắng nè. Xin chào các bạn trở lại kênh của Tính Mập TV. Thì chúc các bạn một ngày vui vẻ. Thì hôm nay mình đi làm về, mình cũng ba mình thì cũng mới cho đàn chó ăn xong rồi. Thì giờ cũng dọn dẹp với lau rửa mấy cái mâm rồi đó. Thì nhiệm vụ của mình là như đó. Với mua đồ thì nói chung cũng còn mới mua hôm qua rồi, bữa nay còn đồ ăn vậy thôi. Đó thì mùa này thì mình chủ yếu mình mặc áo cho nó, mà bây giờ có mấy đứa còn thiếu. Nói chung là xé đó các bạn, tụi nó xé nhau, xé giành giật, xé tùm lum la. Nên chắc phải chiều nay đi mua vài cái nữa. Thôi đập cho anh kia cái chát. Đó thì riêng bích hợp thì rất là ngoan. Còn cứ anh lu đen á, và dặn kem thì là nằm cặp bầy trùng, đi tới đâu là sủa đằng tới đó vậy đó. Công à, công tiếu lắm. Kim cương nè. Kim cương đó, bò sữa Bà sữa ai? Con uống bà sữa riết con thành bò, con thành con bò luôn hả? Trời ơi, 50 kg nè, 50 kg á, 50 kg nè các bạn. Làm gì đó, làm gì vậy? Là béo ai? Ngoan, bé ngoan nhất nhà đó các bạn. Đó thì năm hết cũng Tết cũng cận kề các bạn, thì mình chúc các bạn năm mới được nhiều sức khỏe, vui vẻ, hạnh phúc nha các bạn, làm ăn thuận lợi, phát tài nha các bạn. Mọi người đều ấm no hạnh phúc hết, vui vẻ. Đó, mình đây mình có cái bông giấy, chuẩn bị có bông mà bây giờ nó nở 2 cái nè. Đó, lên chôm trái dừa xé rồi nhai rồi chơi kìa. Để phơi nắng hết sảy hang. Rồi lên đây nằm phơi nắng là ngon nhất luôn đó. Ấm. Cái đứa này làm gì đây đây? Tập trung lên nghiên cứu gì đó, xé ở dừa các bạn ơi. Đó, trái dừa là xé tan nát kìa nè. Nè, 4 thằng chơi cùng mẹ Lu luôn á nha. Thì hả, mình có ghé thăm mẹ Lu, mình đi ăn cháo á, mình ghé thăm mẹ Lu. Mẹ Lu rất là khỏe và thấy mình sủa rần luôn. Một là nhớ mình sủa, hai là nó không nhớ mình nó cũng sủa. Ủa, lại hôm nay giỏi vậy? Ôi ơi, cưng. Trời ơi, mai mốt chắc tôi đi chở đi khắp mọi miền đất nước luôn á. Ổng bé này theo quá, ngoan nhất luôn, nịnh nhất luôn. Nè, leo lên xe đùa nè, leo lên xe đùa. Lên đây. Trời ơi, thấy ghê không? Biết nói, biết nghe. Còn mấy đứa kia lo cắn lộn, giành giật đồ. Chán thì mấy thằng kia thật. Tôi phái chơi này gì đâu các bạn. Đây kìa. Ồ, Ruby cũng cưng nữa nè, Ruby cưng. Cha thích nhất mấy đứa nào ngoan mà nghe là cha thích. Mấy đứa nào mà cha mà nói không nghe là cha giận đó. Nè, bữa nay sao Ruby làm gì? Ruby mắng vốn cha hay gì Ruby lại nói chuyện với cha vậy? Hả? Bình thường đụng tới chạy mà. Lu lên luôn. Chạy xe đồ luôn, chạy xe một bánh luôn nè. Lu đẩy đi. Lu đẩy đi. Đẩy chở 2 đứa. Ra đây phơi nắng cho nó ngon nè. Mấy đứa làm kia, mấy đứa kia tập trung đây rần. Lại xé dừa. Cưng quá. Cưng. Cưng lắm. Tôi vô đó làm gì vậy bác hả? Thôi xin dừng video tại đây các bạn. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Thì bây giờ đàn chó đùa giỡn mỗi đứa thì nó có một cái trò chơi riêng. Đó thì nhà mình tối ngày tắt bật vậy đó. Công chuyện luôn. Đứa nào cũng công chuyện. Đó, giờ gừ nữa kìa. Đó, chỗ tôi á, cái trái dừa này của tôi nè. Đó, còn 2 anh em bánh tre với bò sữa đang vật lộn với nhau. Đó, chơi chung đô la. Thôi xin dừng qua đây các bạn, chúc các bạn một ngày vui vẻ. Thôi ơi, em chào. Các bạn nhớ xem thì chia sẻ video cho nhiều người cùng xem, hoặc giới thiệu cái kênh mình cho nhiều người biết các bạn, để kênh mình nhiều lượt xem, để tăng thu nhập, để nuôi đàn chó các bạn. Thì tụi nó càng ngày càng lớn. Thì hồi nhỏ thì mình cho uống ăn đơn giản, mà bây giờ càng ngày càng lớn nó ăn dữ quá rồi, đủ thứ chuyện nữa rồi. Mỗi tháng phải tiêm này tiêm kia, rồi còn chữa trị bệnh ô tứ lung tung, rất là nhiều, cần rất là nhiều khoản chi tiêu cho cuộc sống. Thôi xin chào. Bách Hợp đi qua chỗ này qua kia nó cũng phóng lên xe đứng à.